lượt cuối vòng loại Tampa Aslan 2018 không thể lật đổ Nga, Trung Quốc. Quý vị thân mến, chiều nay các lượt đấu cuối cùng tại vòng loại giải đấu Tampa Aslan 2018 sẽ diễn ra một cách quyết liệt ở thao trường Alamino, ngoại ô thủ đô Moscow. Đáng chú ý nhất trong buổi chiều nay tại Tampa Aslan 2018 chính là cuộc đấu sinh tử ở lượt đấu thứ 17 với sự góp mặt của ba đội cực mạnh là Nga, Iran và Serbia. Ngoài nước chủ nhà Nga thì hai đội Iran và Serbia cũng không hề kém cạnh bởi họ cũng sở hữu xe tăng T-72 từ lâu và cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu Tampa Aslan nên việc sử dụng xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà cung cấp không hề có gì lạ lẫm. Lượt đấu cuối cùng này sẽ quyết định ai sẽ lọt vào danh sách 12 đội tham gia thi tài tại vòng bán kết. 14 giờ 19 phút, bảng tổng sắp 36 kiếp xe đạt thành tích tốt nhất tính đến hết lượt đua thứ 16 chiều qua, ngày 4 tháng 8 2018 như sau. 14 giờ 35 hiện nay trên bảng tổng sắp thành tích các kiếp xe tăng đã thi đấu ở Tampa Aslan 2018, vì thế số 1 của Nga đang bị đe dọa nghiêm trọng vì có thành tích tốt nhưng họ lại cũng chỉ nhỉnh hơn các kiếp xe tăng nước khác chừng vài chục giây. Các đội Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan cùng áp sát Nga với thành tích rất cao. Cả ba kiếp xe tăng Trung Quốc đều đã đấu xong, tuy nhiên họ vẫn thua Nga và hết cơ hội phá kỷ lục. Chiều nay, các kiếp xe tăng cuối cùng của Nga và Belarus thi đấu ở lượt thứ 17 và 18. Liệu có kỷ lục mới nào xảy ra hay không? Lượt đấu đã sắp bắt đầu, đội Nga chuẩn bị thi tài. 15 giờ chuẩn bị xuất phát, các kiếp xe đã sẵn sàng. 15 giờ 3 phút, kiếp xe Iran xuất phát đầu tiên đã vượt qua đoạn xích sắt đến khu tiếp nhận đạn. Tay lái của đội Iran khá lụa, nhanh nhưng không đổ cọc nào. 15 giờ 8 phút, kiếp xe tăng Iran đã hoàn thành xuất sắc bài bắn pháo chính của xe tăng T-72B3 khi hạ gục cả ba bia, đội Nga đã xuất phát. 15 giờ 16, kiếp xe tăng số 3 của Nga có tốc độ chạy ở đoạn nước rút không cao, các đội Nga, Serbia và Iran đều bắn rất tốt. 15 giờ 24, kiếp xe tăng Nga hạ gục bia giả định, đó chính là xạ thủ của súng chống tăng B-41 khá nhanh rồi tăng tốc kinh hoàng ở đoạn nước rút, đạt tốc độ tới 75 km/h. Cả hai đội Nga và Iran đều đã hoàn thành bài thi của mình với thời gian cực nhanh, lần lượt 19 phút 41 và 24 phút vào lúc 15 giờ 27. 15 giờ 33, kiếp Serbia quên không phanh, xe trôi tự do khi vào tuyến bắn mục tiêu giả định là xạ thủ B-41 địch. 15 giờ 36, đội Serbia hoàn thành bài thi của mình, thành tích 25 phút 34. 15 giờ 40, tốc độ cao nhất ở đoạn đua nước rút của cả ba đội Nga, Iran và Serbia trong lượt đấu này đều rất khủng khiếp, trong đó Nga đạt 76 km/h, Iran 68, còn Serbia đạt 70 km/h. 15 giờ 50, bảng tổng sắp thành tích 36 kiếp xe tăng thi đấu tốt nhất như sau. 16 giờ 2 phút, lượt đấu 18 và cũng là lượt đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại giải đấu xe tăng Tampa Aslan 2018 sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Lượt đấu này gồm 4 đội: Angola, Mông Cổ, Venezuela và Lào. 16 giờ 18, đội Lào đã tham gia thi Tampa Aslan năm ngoái nên đã có khá nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng xe tăng T-72B3 do chủ nhà Nga cung cấp. Tuy nhiên không hiểu sao thành tích của họ rất tệ, thậm chí chậm hơn nhiều so với đội Việt Nam mới thi lần đầu. 17 giờ 7 phút, đội Lào đã xuất phát, tuy nhiên không hiểu sao khâu nhận đạn cực chậm. Loay hoay mãi vẫn chưa xong. 17 giờ 12, đội Venezuela cũng đã xuất phát. 17 giờ 15, đội Mông Cổ xuất phát, họ chạy rất nhanh nhưng chỉ hạ được 2 trên tổng số 3 bia ở vòng 1. 17 giờ 20, đội Venezuela sau khi bắn hạ cả 3 bia đã chạy rất nhanh, tốc độ cao nhất đạt tới 66 km/h, trong khi đó đội Lào vừa chậm vừa bắn trượt tất cả các bia. 17 giờ 25, đội Mông Cổ cũng thi đấu rất tốt, chạy nước rút đạt tới 67 km/h, đội Angola đang bị phạt. 17 giờ 32, Venezuela hoàn thành bài thi, thành tích khá tốt, 25 phút 57, đội Mông Cổ có cú bứt tốc khá ngoạn mục, đạt tới 67 km/h. 17 giờ 36, đội Mông Cổ cũng đã về đích với thành tích tốt, 24 phút 08, thành tích của hai đội Venezuela và Mông Cổ chỉ kém tốc đầu một chút mà thôi. 17 giờ 48, hai đội Lào và Angola vẫn đang rất cố gắng để hoàn thành bài thi của mình. 17 giờ 50, cuối cùng thì kiếp xe tăng Lào cũng đã hoàn thành bài thi của mình, thời gian khá chậm là 48 phút 59 giây. 17 giờ 57 phút, đội Angola kết thúc phần thi của mình, thành tích 42 phút 43. 18 giờ, thành tích cụ thể của các đội trong bảng như sau. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.